Dạ vâng, bạn học thông minh 618 Ngọc Lâm Long Biên xin kính chào ạ. Hiện tại thì tôi đang vừa lắp đặt, căn chỉnh và bàn giao xong chiếc ghế thông minh chống gù thế hệ mới nhất của hãng Bisuc, lắp hàng chính hãng Bisuc, hàng nội địa Trung. Như trên màn hình quý vị và anh chị đang nhìn thấy đây thì là tôi sẽ xin phép được so sánh cái ghế chống gù này với những cái ghế thông thường, những cái ghế mà thông thường trong gia đình chúng ta. Và tại sao cái ghế chống gù này là cái ghế rất là phù hợp cho các cái bàn, mẫu bàn đóng sẵn và cho các bạn học sinh từ 4 cho đến 18 tuổi sử dụng, thì tôi xin phép được review chi tiết cái mã này để quý vị anh chị có cái thông tin để chúng ta so sánh và chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn hợp lý nhất cho mình. Tôi xin phép được nói lại thì cái mã ghế trên có cái mã ghế là DRI816, hàng nội địa Trung, hàng cao cấp chính hãng Bisuc. Thì cái ghế này thì cái thông số của nó quý vị anh chị có thể nhìn thấy thì là cái chiều cao của nó sẽ nâng hơn những cái mẫu hàng trên thị trường thông thường nhé. Cái mẫu trên thị trường thì nó chỉ nâng được 45 cm thôi, nó sẽ bằng cái ghế đen bên tay trái này. Đấy là cái thông số tiêu chuẩn. Thế còn cái mẫu riêng, cái mẫu hàng của chúng tôi thì cái mẫu này chúng tôi đặt riêng hàng tại nhà máy thì cái mẫu này nó sẽ nâng được cao hơn. Nó nâng được cao lên đến 55 cm. Đây quý vị anh chị có thể nhìn thấy thì nó sẽ đang cao hơn với cái mẫu bên cạnh 10 cm. Thì với cái chiều cao này thì nó rất phù hợp cho các cái mẫu bàn đóng sẵn đây. Như cái mẫu bàn trên màn hình quý vị anh chị đang xem đây. Thì cái mẫu bàn này thì là nó sẽ cao 75 cm. Thì với cái chiều cao ghế khi mà nâng lên đến 55 cm như này, đây ạ. Quý vị chị có thể nhìn thấy góc này thì thấy thì nó sẽ rất là gần. Nó sẽ là rất là phù hợp cho các bạn nhỏ. Khi mà cái khoảng cách từ cái mặt ghế cho đến cái mặt bàn nó chỉ còn khoảng tầm 20 cm thôi thì các bạn nhỏ khoảng tầm 4 tuổi ngồi đã rất là phù hợp rồi. Khi các bạn ấy ngồi lên thì cái khoảng cách từ cái mặt bàn đến mắt nó sẽ được tối ưu hơn, sẽ được đảm bảo hơn so với những cái mẫu ghế thông thường trên thị trường cũng như là những cái mẫu ghế trong gia đình chúng ta. Khi mà cái chiều cao nó chỉ nâng lên được đến 45 cm thì rất là thấp, các bạn ấy ngồi sẽ dẫn đến cái tình trạng là cái mặt bàn nó sẽ rất là gần với mắt thì sẽ rất là ảnh hưởng xấu đến mắt. Cũng như là khi mà nâng cao lên đấy ạ, quý vị anh chị có thể nhìn thấy là với cái mặt ghế này, với cái thiết kế là cái mặt ghế này sẽ có thể thay đổi được ra vào đây ạ. Khi mà chúng tôi nâng mắt sang ngoài thì nó rất là rộng, nhưng mà khi mà cho vào trong thì cái khoảng cách nó sẽ tụt thu hẹp lại rất là bé. Thì các bạn ấy ngồi lên thì là cái phần lưng của các bạn thì nó rất là sát với lại cái tấm tựa này thì sẽ tạo được cái tư thế là chống gù khi mà cái phần tựa lưng sẽ được giữ hoàn toàn. Cái mẫu ghế này thì là nó sẽ là cái hàng cao cấp nên sẽ có những đặc điểm rất là khác so với những hàng trên thị trường. Ví dụ như là cái phần cánh tựa đây, quý vị anh chị nhìn thấy thì là hàng trên thị trường nó sẽ không có hai cái này. Đây là cái mẫu duy nhất trên thị trường nhé. Tôi xin phép được nhắc lại, đây chính là cái mẫu duy nhất trên thị trường mà khi mà cái phần liên kết vào cái cánh tựa này nó sẽ có hai cái chân này. Rất là cứng, rất là chắc chắn, không bao giờ có tình trạng là bị long bị gãy. Với những cái mẫu hai, với cái mẫu ghế mà hai cánh tựa trên thị trường thì đây là cái mẫu duy nhất nó có cái phần liên kết như vậy. Những cái hàng khác trên thị trường thì hỏng rất là nhiều, bảo hành bảo trì rất là phức tạp khi mà cái phần cánh nó sẽ bị hỏng liên tục. Cũng như là hệ thống khung bệ của cái mẫu ghế này, quý vị anh chị có thể nhìn thấy thì rất là chắc chắn. Nhựa ABS rất là cứng. Đây, khi mà tôi đọc gõ tay vào, quý vị anh chị có thể nhìn thấy là cái tiếng kêu nó rất là chắc, rất là dày, tại vì cái nhựa rất là dày, rất là cứng. Cũng như là cái hệ thống khung bệ bên trong rất là ổn định. Đấy, thì đây là chính là lý do vì sao mà khi mà chúng ta mua những cái mẫu ghế đi với cái bàn cố định thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái ghế là nó sẽ có thông số là cao hơn 45 cm và cái phần tựa lưng sẽ được chỉnh là ok hơn. Đấy, một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ.